thôi đi chơi vui không con? Trời ơi, coi nè, hai cha con đi làm, đi học chơi bên chứ, đi chơi về rồi đó. Bye bye. Khoai tây ảo bà cô chú. Giỏi. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn bánh tráng cuốn cá hấp, cá phi lê xong rồi bắt đầu hấp lên, cuốn với lại rau sống như là ăn mắm thôi, đơn giản. Còn đây là nuôi của Khoai Tây, bữa đi mua nuôi gì ta, nuôi dành cho trẻ em có trái cây nữa nè, rồi xong mới làm nước sốt cho Khoai Tây ăn, hy vọng là Khoai Tây chịu ăn hả? À, con đòi đồ ăn của con nữa hả? Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình Khoai Tây nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Đây, Khoai Tây ảo bà cô chú. Giỏi, Khoai Tây hát đấy. Giỏi. Đó đó. Hai cha con Khoai Tây chuẩn bị đi dạo nè, đi dạo mùa thu. Hôm nay trời lại không có quá lạnh cho nên thành ra là Khoai Tây không có phải bận áo đông mà mùa đông nữa, chỉ quấn cái mền thôi với lại cái tràng cổ với lại cái áo khoác là cái nón. Ok, khánh kiến ha, chỉ có hai cha con nhạo thôi, má Khoai Tây ở nhà. Giỏi. Bye bye. Đây mùa thu lá vàng rụng rồi. Má Khoai Tây đang ngồi ở trên cái cửa sổ ở trên nhà. Rồi xong mình nhìn đi ra sâu nhà nè. Lá rụng nhiều lắm má đó. Đây hai cha con Khoai Tây đi dạo nè. Khoai Tây ơi. Khoai Tây ơi. À, giỏi coi dạ coi. Khoai Tây ơi. Giỏi. Hai cha con đi chơi vui vẻ nha. Bye bye. Hai cha con đi dạo đâu mà cô chú. Khoai Tây vẫn còn nhìn thấy má ra sao quá trời, vẫn còn nhìn thấy má chỉ. Khoai Tây xinh đẹp đã về chùi cha chứ cha. Sao đi chơi vui không con? Trời ơi, coi nè, hai cha con đi làm, đi học chơi bên chứ, đi chơi về rồi đó. Khoai Tây đi chơi về là mặt cười hớn hở kìa. Vui mà, đi chơi vui mà. Sao tự nhiên thấy Khoai Tây lớn dễ sợ luôn rồi. Tại vì á, Khoai Tây tròn cái khăn á, nhìn thấy nó lớn. Khoai Tây ơi. Rồi, Khoai Tây hát cho má nghe. Khoai Tây hát cho má nghe đi. Rồi. Giờ kêu Khoai Tây là biết dạ rồi đó mà cơ chứ. Chìa khóa. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Khoai Tây ảo bà cô chú. Giỏi, cầm tay lại nè con, cầm tay lại. Giỏi, Khoai Tây hát cho ông bà cô chú nghe. Là uống miếng nước ha. Đây nè, được uống một con nữa. Khoai Tây muốn ăn bánh tráng. Nè. là nhiều bánh tráng Phan Rang được mang qua, cho nên thành ra là cố gắng ăn cho nó hết. Với lại là hôm nay là muốn là ba khoai tây tự cuốn. Nói là hôm nay là ba khoai tây tự cuốn nha, má khoai tây không có cuốn nữa. Sau khi mà nhiều người đã rất là nói là phải ba khoai tây phải tự làm. Yeah, that's it. Hả? Ok. Đây nè. Đấy, khoai tây cũng có một miếng riêng nè ha, má để cho khoai tây rồi xong cái khoai tây cũng tự cuốn ha. Ok. Ta da ha. Sweet salad. Ok. Một cái lại. Mango, Phan Rang, I can't understand. In South Park, das amerikanische Comedy-Serie, der Schulpsychologe hat auch einen K. Ja, der ist super komisch. Ja, und dann rollen. Mọi người nói rất là nhiều là hãy để cho ba khoai tây tự cuốn, cho nên thành ra là hôm nay kêu anh tự cuốn ăn đi. Ủa khoai tây con không có cuốn hả, hay là con có tự cuốn? Dạ. Kein Fisch? Egal. Fisch? Ich habe Fisch unter da drin. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Nicht gesehen? Nee. Oh, ich habe gesund gemacht. Du hast nicht aufgepasst? Yeah. Kartoffel geguckt, ne? Lo nhìn khoai tây không mà không thấy má khoai tây cắp cá vô. Rồi hỏi là ủa không có bỏ cá hả? Sợ luôn. Ok, good ha. Đây cô con nè. Con bỏ vô đi làm gì con? Dạ, mình đang ít sao? Xe xuyên. Đó, quán đẹp rồi đó. Biết sao? Hôm nay để cái miếng bánh tráng bự để cho anh dễ quấn. Hôm bữa để làm tư dùng cái miếng bánh tráng nhỏ khó quấn. Không ăn. Không ăn. Mua nuôi cho mình luôn á, nuôi dành cho em bé đó, mình không ăn. Được chứ? Atta. Mama, chị đã xong. Vor, John, Ron. Die Karotten, er wollte aber an die runterwerfen. Dann habe ich gedacht, nein, dann ist er böse geworden. Atta. Da warte noch ein bisschen. Bóng đèn. So dieses Reispapier besser für diese Runde. Das ist einfacher, weil es ist dicker und es ist schön elastisch. Für Kinder, Reispapier für Kinder wahrscheinlich, oder? Nein, also das Dünne ist super, das ist super empfindlich und reißt sofort. Das cái bánh này thì nó dày, còn bánh kia thì nó mỏng quá. Das ist Anfängerpapier für mich. Đây là đặc sản Phan Rang này. Bóng đèn. Là mé. Làm cái quê ngoại khoai tây ở Phan Rang đó, cho nên là hồi đó là còn nhỏ hay ở quê đó, nhà gần biển nữa, hay ăn cá hấp rồi xong nướng cuốn bánh tráng vậy lắm nha. Món vừa ngon mà, cá thì hả chỉ hấp lên là xong, cuốn bánh tráng thôi. Bánh tráng thì mình chỉ cần nhúng nước, đơn giản gọn lẹ với lại làm món. Mà ở quê thì có rau thơm thì ăn nó ngon hơn. Rau sống thì mình trộn nhiều cái loại rau, rau thơm đồ này nọ. Còn ở đây đâu có rau thơm đâu, cho nên là mình ăn bánh tráng, bánh nó không ăn sẽ màu hơn. Má người ta thích bánh tráng ăn ra này là tại vì mình nhúng nước lên, mà khi mà quấn thì nó vẫn còn giòn, quấn nó mềm thì mình quấn được nhưng mình vẫn giòn. Sao con ăn đi, nó vẫn giòn nha chứ không có mềm nhũn giống như là bánh mỏng, cho nên là mình thích cái bánh này hơn. Mà không biết là quê của mọi người có bánh tráng nhúng dày như vậy không ha? Hay là tại vì ở bên đây á, ra mấy cái tiệm châu Á mua bánh tráng nhúng để làm gỏi cuốn vậy nè, cá cuốn thì toàn là bánh tráng mỏng không à. Vô Sài Gòn cũng vậy, thấy người ta cũng ít bán bánh tráng mỏng để nhúng này lắm. Cho ba một cọng, cho ba một cọng hả con? Có ăn không? Cho má một cọng hả? Cảm ơn con. Đút cho ba đi. Rồi đó. Đút cho ba mà ba chưa kịp ăn là ba bỏ xuống rồi. Ngon quá. Đúng rồi, ngon quá. Của con gái Đức mà không biết sao không ngon. Con kêu đi, ngon quá. Ngon quá. Đút cho ba má hết trơn rồi, đòi gì nữa? Đây nào con chú nằm, bởi vì khoai tây thích ăn khô, thích tự bóc, cho nên là bữa trưa khoai tây này đó là bánh xèo cho khoai tây, bánh xèo tôm đàng hoàng mà không ăn. Sao con? Đây nè, của con nữa. dừa leo rồi cà rốt luộc rồi đầy đủ luôn mà không chịu ăn. Con đòi cái nào đây nè anh? Alex nè. Den rosten hade jag här. Vad vill du? Hon kom ju med mamma. Hon đây, ở đây nó có cái này cho con. Tưởng đâu là có cái này khoai tây uống thì ngon lành, rốt cuộc nó đổ ra hết trơn, tự đổ ra hết. Sao bột này với mình đó đó. So they am a seafood. Đây là mắm Phan Rang, đây là mắm nguyên chất Phan Rang, là mắm không có pha. Đây, bà ngoại khoai tây mua gửi qua Đức, thành ra cho nên là đặc biệt là phải mua ngon. Ví dụ nha. Đấy, thơm lắm luôn đó. Mình sẽ chế ra một ít, ở trong này có một ít ớt rồi nè. Rồi ra luôn á, là gia đình ngoại khoai tây á là ăn mắm nguyên chất quen rồi, không có thích ăn mắm mà pha thêm làm cho cái mắm nó ngọt á. Chỉ cần mắm nguyên chất gì, một ít ớt rồi làm thêm miếng chanh này rồi là thấy ngon. Cái gì cũng đòi hết á con. Sáng gì ta nè. Ok, ngồi sổ. Ta just it. Nè, cho con nè. So, yes, geht der Pizza weit weg. Không ớt ghê luôn á. Đây mắm này là bà ngoại khoai tây nói là mắm người ta pha giữa mắm nhất và mắm nhì. Bà ngoại khoai tây á là dân muối mắm ngày xưa, bởi vì là ông bà cố khoai tây á là kiêm muối mắm, là ông bà ngoại của má khoai tây. Mắm sauce. Dạ. Fish sauce, mắm. Dạ. Ich dachte mắm. Mắm. Vietnamese mắm sauce. Mắm. Mắm. Mắm heißt fish sauce. Sauce, das Sauce normal. Đó. Oder nước chấm. Sốt, sauce. Đây là fish sauce, hay gì? Nước mắm. Cho nên thành ra là fish sauce là cá. Cá, dạ genau. Sốt cá. Nước mắm. Sốt cá. Sốt fish. Fish sauce. Cho nên bà ngoại khoai tây là rành về mắm lắm. In Deutschland funktioniert das so. Fisch und Soße, Fischsoße. Aber yeah. Ja, schön, danke. Cho nên mà khi mà mua là bà ngoại người Tây bà biết là mắm ngon hay mắm dở. Ăn là bà ngoại biết, ăn vô cái là ngửi cái là bà ngoại biết. Bà ngoại nói là đây là mắm nhất pha với mắm gì. Bà ngoại nói là mắm nhất á là cái nước đầu tiên á. Khi mà muối cá chín rồi xong cái con ra cái nước đầu tiên, thì cái nước đầu tiên là mắm nhất, nó rất là thơm, nó không có ngon đậm đà như mắm thứ hai. Nó không ngon bằng mắm thứ hai nhưng mà nó rất là thơm. Mắm nhất là thơm nhất, thơm lắm. Rồi xong bắt đầu cái khi mà ra hết cái nước đó là bắt đầu cái người ta lại đổ nước muối vô tiếp, thì nó lại chảy ra một lần nữa, thì ra mắm thứ hai. Mắm thứ hai là bà ngoại nó là ngon nhất, nhưng mà nó không có thơm bằng mắm nhất, cho nên thành ra là người ta sẽ trộn mắm nhất với mắm hai, nó vừa ngon mà nó vừa thơm. Rồi xong cái thường là mắm nhất là người ta sẽ giữ lại để người ta trộn với mắm nhì, mắm ba, mắm nước thứ ba đó. Mắm nước thứ ba là sau khi mắm nhì xong thì cũng lại đổ nước muối vô cho ra, rồi xong ta trộn để có mùi thơm. Mùi thơm của nước mắm. Mà thường á là nước mắm bán ra thị trường là đã được pha thêm đường bột ngọt vào vô. Tự ra nó làm con chú này. Wieder irgendwie rausgestiegen aus dem Kurt. Das ist super dreckig. Ich glaube, so ein Kartoffelchen war den Teig. Muss heute Abend noch eine Maschine anmachen mit Kartoffelsaft. Ja. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr aufstehen. Đồ của khoai tây em là ba khoai tây giặt nhiều nhất á, một ngày giặt tới mấy bận, à quên, một tuần giặt tới mấy bận. Thì bây giờ thật chứ. Nghe không? Sẽ cái lối. Na groß ist das nicht. Còn bé nó biết là khi mà nó đứng dậy là sẽ rớt ra khỏi ấy, cho nên nãy giờ cố gắng đứng dậy để rớt ra khỏi cái gì đó. Rồi một chút đây chờ ba ăn xong rồi, ba ôm con ra nha, được không? À chị ạ. Và nước mắm này ở nhà gia đình bán khoai tây ở chỗ Việt Nam, ở Phan Rang. Yeah. Super phô. Thích nhất là chỉ cần một ít nước, một ít ớt và một ít ớt cái loại nặng miếng chanh, loại như vậy là thấy ngon, là thích ăn vậy thôi, không có cần phải làm nhiều mà ăn vậy thì ba tay về trên mặn đó, thấy không? Nó biết là khi mà nó đứng dậy rồi thì nó sẽ rớt ra khỏi cái dây xích đó. Surprise đó ha, làm sao mà biết rồi, và cô chú bây giờ biết rồi. Muss noch enger gemacht werden, damit sie gar nicht rauskommt. Và một chai nước mắm này là bà ngoại khoai tây mua, bữa nói là 80 hay là 100 ngàn vậy đó, quên rồi. Mình mua ở quê thì nó rẻ hơn. Cái vấn đề là cái gửi qua đường dài á, thì cái bữa dì Thạch qua, thành ra cho nên là dì Thạch cầm qua làm sao. Nhưng mà cái nước mắm này không phải ai cũng thích ăn đâu. Tại vì ví dụ như nhiều người ta thích ăn nước mắm ngọt quen rồi thì nước mắm này mặn quá không thích. Nhất là người miền Nam đó, người miền Nam thì thích ăn mắm ngọt ha. Còn người miền Trung thì ăn mặn, cho nên thích ăn cái mắm này hơn. Cho má chút. Ngồi lâu quá rồi hay muốn ra. Lấy này cho con miếng nha, mà con ngồi cho ba ăn xong rồi. Đòi ăn, cho nên thật ra mới nói là cái món gì mà là của quê hương mình thì lúc nào cũng ngon nhất ha, tại vì mình ăn quen rồi, cả nguyên một thời thơ ấu, và những cái món đó là ngon nhất trên thế gian, đối với ai cũng vậy hết á. Nhưng mà bản thân cái người bán ở Phan Rang họ cũng bán nước mắm sau khi đã pha nữa. Cho nên là mỗi lần mua là bà ngoại khoai tây hay dặn là con bán cho cô bao nhiêu cũng được hết á, nhưng mà đừng có pha cho cô phải nguyên chất và mắm ngon. Thế mà lần này ta ăn ngon thì lần sau ta lại mua tiếp. Cho nên là bà ngoại hay mua bún ngon là gì? Cho con thêm nha. Ngồi ăn đàng hoàng lại. Không thích ăn giặt nữa. Trời ơi, lần sau hả? Rút tay miệng không có cho ăn giặt nữa đâu. Ăn giặt rồi xong mới không chịu ăn cơm. Mình thấy là cái đồ ăn giặt này nó có hột đồ, nó phải hạt nè bà cô chú, cho nên thành ra nó vẫn ok. Rồi đem thêm rong biển nữa. Nhờ có miếng bánh này mà chủ động để cái chân xuống để ngồi ăn cho đàng hoàng, chứ hồi nãy hả là cả hai chân bỏ ghế luôn, kiểu như quỳ lên ghế. Em quỳ lên ghế xong em đứng dậy cái là bắt đầu cái xích đeo cái dây an toàn nó rớt xuống, không thoát. Nó bây giờ đeo lên là thôi con à, ăn quăng quá khoai tây ơi. Bye bye. Bye bye. Thêm nữa cái chai nước mắm này nó không có tem nhãn gì hết á. Tại vì hồi gia đình ta làm ta bán, chứ không phải là công ty, không phải là vựa bự gì hết, ra là thường là hộ gia đình. Anh nhớ thì ngày xưa là hình như bà ngoại mua là 80.000, mà bây giờ nó lên 100 hay là hơn 100 nè, bây giờ nó tăng giá rồi, nó không còn cái giá cũ nữa. Nếu mà nhưng mà mặc dù là nó tăng vậy nhưng mà nó vẫn còn rẻ ha. Ý ông nói là cái miếng bánh tráng xa quá, ông rẻ ra xa nữa. Đây còn okay. Ba quay tay hai sao con này ớt quá lên. Kannst du alles essen? Ja, aber deutlich nicht. Eine noch und dann reicht das, glaube ich. Okay. Ich habe ja auch heute Mittag schon die Sauer gegessen. Hôm nay ba Khoai Tây ăn cơm. Nein, muss ich noch Kartoffel essen? Ja. Hôm nay ba Khoai Tây ăn cơm hơi trễ, cho nên thành ra cậu no, cho nên là không ăn nhiều được. Bye bye. Thêm nữa là một mớ đồ ăn của Khoai Tây vẫn còn. Lát nữa phải ăn cho Khoai Tây. Wegzuschmeißen wäre Verschwendung, das mag ich nicht. Mà cô giáo ăn mớ bánh xèo đó, mớ bánh xèo hồi trưa đổ cho khoai tây đó, bây giờ thật ra là đổ tới 3 cái rồi mà khoai tây ăn vậy là khoai tây ăn 1,5 cái rồi đó. Ủa? Was ist denn? Heute Abend schlägt das sofort deutlich ein, dann kommst du da nicht mehr raus. Das ist ja furchtbar. Phải cột lại cho nó thiệt chặt rồi. Cái dây nó phải cột cho chặt. An den Stuhl. Kannst du dich nicht bewegen? Bye bye. Bye bye. Weil meine Kartoffel abgestürzt und wir hätten das gar nicht gesehen. Nur auf dem Video hätten wir gesehen, wie es passiert ist. Ja. Bye bye. Rồi đó, rồi lấy cái chân này ngồi xuống luôn đó, rồi ngồi đây con. Gì đâu mẹ, ăn xong miếng này vớt người cuốn rồi không tự nói luôn, hoàn hảo quá. Was? Heute auf jeden Fall viel sauber machen. Noch eine Rolle, ha? Und dann fertig, ha? Muss ich? Komm, mach ab. Nein, nein, mach ab, mach ab. Gặp rồi con ra mắc ảo. Không có muốn ở trong cái. Alles voller Drama, überall. Papa? Papa? Ich glaube, wann hättest du Weihnachten im Krankenhaus verbracht? Mit Schädelbasisbruch oder so. Ausgefallen und im Körper sitzt. Có thể sợ lắm, bật với chú. Ai là ông sợ không? Thiệt á. Sợ em lên lắm. Giờ phải cẩn thận lại, thiệt cẩn thận. Đi đặt chỉ rồi ăn rồi má Đức rồi không chịu ăn. Giờ cho ba ăn thêm cuốn nữa là xong xong ha. Keine Soße mehr, aber das mache ich dann da rein. Willst du mehr? Nee, das reicht ja jetzt, das ist das letzte. Das letzte Stück. Không má miếng. Giỏi, hát má nghe. Khoai tây hát lọc bạc con chú nghe. Hát nữa. Khoai tây múa. Tây múa. Wow, giỏi ghê luôn, trời ơi, múa dẻo ghê không bật con chú ơi. Dạ, tăng. Trời, nó nựng má nó mà bạo lực dễ sợ luôn. Giỏi. Về ăn rồi. Ăn cái gì mà ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ba khoai tây ăn ngơi gọi cuốn xong xuôi rồi bà cô chú ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình Khoai Tây. Bữa cơm của Khoai Tây đã kết thúc rồi bà cô chú ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Cảm ơn. Cảm ơn. Khoai Tây ạ bà cô chú. Khoai Tây ạ bà cô chú. Giỏi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau. Bye bye.